Ôi là, ta nghe trong gió có lời ai cười khinh ngạo. Gió hay ma, có thật ta đang vào mộng liêu trai. Mỹ nhân lai, mỹ nhân lai, trong vùng hư ảo vòng tay đón mời. Nhỏ sinh quả là giống đa tình, tình ý tính quá đã khiến cho tiếp từ một vùng phiếu phượng vì hiểm nguyên hình để cùng chàng hội diện. Nàng là ai? Thiếp là tinh bách của một hồn hóa trinh nữ, hơn trăm năm phiêu phượng trong sương gió dần dờ, cảm tình chàng hình cùng tương ngộ, gây một chút khói hương thơ. Vòng tay thăm tạ một chút tình tri ngộ, duyên bèo nước ống xuôi cùng gặp gỡ, xin nàng hãy kể ta nghe, vì sao hồn phách vẫn chưa tan. Thiếp ngày xưa là nạn nhân của một gã tham quan, muốn cướp lấy cái băng trinh xương nữ. Lời kẻ yếu khó gào lớn cho thấu tới trời cao đất thấp, nên thiếp phải đành cắn lời quyên sinh. Quen giữ mình cho nguyên vẹn tấm băng trinh, ẩn sanh lầm thế kỷ trong một thời. Lời ai cạn phân mà lòng ta xúc động, nàng tên chi đời lại chịu lắm ba đào. Thiếp tên gọi Hương Đào, cảm chút tình tri ngộ với gió lan, nên hiện ra hòa tâm can. Lệ ngầm rơi trong giây phút tương phùng, lòng kẻ sĩ dân cảm vô cùng. Hãy xích lại gần đây cho ta lao lệ, nên cũng buồn đang nhỏ giọt sương. Đừng, Nho Lan, Nho Lan ơi, âm dương cách biệt khó bề tương hiệp. Cảm tình chàng, thiếp xin dâng chàng một khúc dao cầm. Ô, thật là hân hạnh cho ta. Nào ai ngờ được nàng cũng thạo việc cầm thi. Được rồi, ta ngồi đây và xin trang trọng sửa lại xi mi, rửa tay trần tục lắng cung thương, trên 10 ngón tay như ngà tráo ngọc chuốt. À, mà đàn đâu có để mà nàng so cung nắng phím bây giờ. Thảo trang nho sĩ chỉ có bốn bề nắng xuyên mưa dột. Chàng đừng lo, thiếp có sẵn đây. Lạ quá. Là kẻ sĩ, chàng đã đọc qua nhiều kinh sách, xin lắng tai nghe đàn bằng tư cách trượng phu. Lòng sạch trong như mây trắng sương trong, thiếp mới dám nâng dây so phím. Trời ơi, nghe đàn mà phải cực khổ lắm như vậy sao Hương Đào? Chàng không nhớ ngày xưa, sư khoáng giữa thời chiến quốc Xuân Thu, nổi tiếng cầm sư, cũng do tinh luyện cầm cốt được tuyệt vời. Người đã phải tự đâm mù đôi mắt, để lòng đừng sao động vì nhãn đột bận tâm, mà đàn không tin khiết thanh âm. Nếu nay chàng không ngăn đưa tà tâm, thiếp xin cúi đầu đành phụ tri âm. Hương Đào ơi, ta rửa sạch lòng rồi, xin nàng đừng vội phi chúc tương quan. Hãy
đào, đàn đứt dây mà sao nàng lại khóc. Dao cầm ơi, ngươi đã vội đứt dây tơ vì không chịu nổi điều sỉ nhục, khiến cho mười đầu ngón tay cũng đau thương và rễ máu thấm tơ hồng. Sợ gì, ta xin thề. Chàng đừng thề, thiếp đã tin rồi. Hương Đào ơi, hãy lại đây cùng ta nói cho trọn một cuộc tình. Thiếp không chịu đâu. Hương Đào, nàng chạy đâu ta cũng quyết theo. Hương Đào.
không phải Hương Đào sao? Anh đã lẫn lộn người thiệt với người trong tiểu thuyết rồi. Đây nè, Hương Đào hiện đến như một thứ khói sương mờ ảo. Chàng đưa tay chận trên ngực như muốn ngăn xúc động đang rạc rào trong lòng mình. Hương Đào của anh là sương khói, còn em là quyền mà, đâu phải là khói sương của anh mà làm được. Hương Đào, này quyền. Tất cả đều như mộng. Trong giấc ngủ chiều mà anh nằm mộng, mộng lành hay là mộng dữ? Dữ lành tôi cũng chưa biết được đoạn sau cùng. À, mà quên nữa. Ủa, cô là ai? Tự nhiên không vô nhà tôi. Xin lỗi. Cho tôi ghé tạm đây một chút nha anh. Ghé tạm hả? Lấy áo tôi mặc gì nè. Trời, cởi ra giùm đi. Không. Anh thấy tôi lạ lùng quá phải không? Tại vì nhỏ bạn nó rượt tôi, tôi trốn nó đó, tôi mới ghé qua nhà anh đó. Cho tôi ghé tạm chút nha. Đợi chút hả? Dạ. Chút mà bao lâu được, chừng nào đi? Chút xíu thôi. Được không? Thôi cũng được, thôi rồi cởi áo ra đi. Anh là văn sĩ. Phải. Nhưng mà văn sĩ gì thì kệ tôi mà. Nhưng mà sao cô là ai mới được chứ? Kìa, sao anh lại giận dữ? Em là Quyền, em đã nói rồi mà. Quyền nào? Quyền này nè. Cô hả? Dạ. Khi vừa gặp anh đã gọi em bằng em, thì bây giờ xin anh hãy gọi em bằng em như trước đi, rồi sẽ tiếp tục nói chuyện, chịu không? Nhưng mà cô... Khoan, em chứ. Em. Nhưng mà tôi hỏi cô. Khoan. Gì? Anh tên gì? Muốn biết tên tôi hả? Dạ. Để. Hả? Để. Cái gì gọn bần? Thì cha mẹ tôi đặt tên tôi sao tôi nói vậy chứ, khỏi chi kỹ vậy. Sao cứ tôi hoài vậy, anh chứ. Anh. Nhưng mà anh hỏi em vậy chứ em có quyền gì mà muốn anh phải thế này thế nọ chứ? Em có quyền gì đâu. Anh gọi em bằng em rồi thì em đâu có quyền gì. Chà, trông em cũng quá quắt lắm mà nha. Nhưng nếu em là... Là gì? Nếu em là em của anh hả? Anh sẽ đánh đòn rồi. Vậy chứ em này là gì mà không phải là em anh? Không phải là em anh, sao anh gọi là em? Em này khác, em kia khác. Sao lại khác? Em này hay em kia thì cũng em mà em, chứ có khác gì đâu. Nếu có khác á, là thành mờ em me nặng. Hổ nghe, muốn nói thành mẹ phải không? Giả cái chết bây giờ. Hổ nghe, đây nè cô bé à, cô đừng có tưởng cô thắng mà làm nghe chưa. Bây giờ cô hãy nghe tôi cắt nghĩa đây nè. Không nghe, kêu bằng cô hoài không nghe. Cô nghe nè. Không nghe. Thì không phải thì người ta kêu bằng em nè, buông tay ra. Buông tay ra, tôi kêu bằng em đây nè, rồi nghe tôi nói đây nè. Gì chị? Nè. Cách tay của cô như vậy đâu chị? Thôi. Gì? Nắm hoài vừa thôi. Quên. Mà không nắm thì sao cô nghe? Nhưng mà đừng có lợi dụng nhiều chứ. Nè, rồi đó, cắt nghĩa đi. Bây giờ em có biết ở trên đời này có biết bao nhiêu người nè, bao nhiêu vật, bao nhiêu thú á, đều cùng mang có một chữ mà lại khác nhau xa lắc không? Khác làm sao đâu? Khác như vậy nè. Nghe nha. Cũng như quyền nào cũng viết là H-U-I-E-N Quyền, quyền, quyền. Mà quyền kia có nghĩa là đen. Còn quyền này đây lại trắng như bông bưởi. Thôi anh ơi, anh đừng có chửi. Ga lăng vừa thôi, chứ nhà văn ơi, em chỉ được trắng hơn than hầm. Em đừng đùa cợt nữa nghe không, em đã thấy khác hay chưa? Suối tóc quyền thì còn đúng được, chứ da môi quyền sao được quyền ơi. Một cơn mơ quyền diệu tuyệt vời, giữa khói quyền lung linh. Anh đã kể biết bao nhiêu là quyền, có quyền nào giống nhau đâu. Thiệt em sợ miệng lưỡi của mấy nhà văn. Khi lạc bước vào đây, em đâu có biết anh là nhà văn. Chứ nếu biết em đâu có dám vô. Sao vậy? Em sợ. Sao lại sợ? Vì trong đầu của em cứ nghĩ nhà văn là một cái gì cao cao lắm, cao ngút ngàn vậy đó.
Tại em hay nói đúng hơn là mọi người cứ đứng xa mà nhìn, nên ai cũng thấy những nhà văn đều là những cái gì cao, cao lắm, cao ngút ngàn vậy đó. Anh kỳ quá à. Nhưng nhà văn họ vẫn là người, thì họ vẫn sống như một người thường, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn lo chạy gạo, chạy cơm. Chỉ khác chăng họ là hay đa tình. Quyền, thú thật với em, anh vừa trải qua một cơn mơ tuyệt đẹp. Anh xin em hãy để anh giữ cho ta tròn đẹp một giấc mơ. Quyền. À, dạ, anh gọi em. Phải, anh gọi em để nói rằng em đẹp lắm. Ê, nhà văn gì mà tán gái dở quá vậy? Nè, nếu em là cô giáo nha, em sẽ cho anh 2-0 phải không? Không, 2 điểm chứ. Luận văn đâu có cho 2-0 bao giờ. Thôi thì cô giáo thí cho anh 2 điểm. Còn nếu em là người yêu anh thì em sẽ cho anh bao nhiêu? Em là người yêu anh hồi nào đâu? Rồi em sẽ yêu anh. Anh tin vậy? Vì thoáng gặp em, anh lại nghe như đã hẹn nhau từ bao giờ. Anh tự tin quá. Để rồi em coi, chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ nè, em hãy trả lời câu hỏi của anh đi. Câu nào đâu? Nãy giờ anh hỏi em biết bao nhiêu câu hỏi mà nói. Làm khó hen. Anh hỏi lại đây. Nếu em là cô giáo, em sẽ chỉ cho bài luận tán gái của anh 2 điểm. Vậy ví dụ như em là người yêu của anh thì em sẽ cho bao nhiêu? Nếu em là mà ví dụ thôi anh nha. Ví dụ như em là người yêu của anh thì em sẽ cho anh. Cho anh bao nhiêu? Cả cuộc đời. Lòng đau xót ấy,
cho tình thương tri thêm thân, cho buổi chia tay không nghẹn niềm cay đắng. Dần dương sắp ló dạng mà ta không nhìn rõ mặt nhau. Em ngồi đây để anh dặn đèn. Đừng anh. Em ta thiết xin anh, giờ cho em bóng tôi mơ hồ. Cho phút chia tay chẳng có hẹn hò càng thêm tuổi. Nhìn rõ mặt chỉ thêm buồn, anh đã quên rằng bèo họp để ly tan. Thôi em về. Quyền, Quyền ơi, xin cho anh giữ thêm vài những phút cuối của một buổi chiều đang xanh kỳ ngô. Mắt âm môi thơm mùi tao ước liệu trai đã làm cho nồng cháy một phiên tình. Em đi rồi căn nhà nhỏ sẽ mênh mông, chỉ còn anh ngồi lại một mình như một kẻ mang trên mình đầy thương. Nghe thèm men rượu lúc tiễn đưa, giọt khi giọng âm thầm như mật đắng, và những chuyện buồn sẽ kể giữa cơn say. Bởi lát nữa đây vũ trụ này dần dương đánh thức. Anh nói chuyện gì văn qua quá anh đâu có biết. Quyền, em đừng che lấp tâm sự mình bằng giọng đùa cợt đó. Tại sao em lại chối từ, chẳng chịu cho anh một cái hẹn là chúng mình sẽ gặp lại nhau. Anh ơi, biết rằng đời sống dầu trăm năm cũng không sao sinh được một giờ tao ngủ. Có những giây phút vô vô mà thiên tu không làm đến mệnh ngẫu nhiên đã xô em vào vùng thương hạnh phúc không ngờ. Sương sương dở bờ làm em run sợ, chợt nhớ một đoạn văn anh đã viết về những giọt sương giữa màu xám lục văn kính không gian. Nhìn quá cứ ngỡ tất cả như kết liền mặt thờ, nhưng ai biết trong từng hạt sương là em muốn lấy văn anh để nói với anh rằng thôi hãy xem nhau như người xa lạ. Đúng. Quyền, sao em lại muốn vậy? Em nghĩ thế nào mà khi sau này tụi mình gặp lại nhau lại phải làm mặt lạ? Đừng nghĩ gì hết. Ơ kìa, dường như có ai tới kìa. Nhà có cửa sau không anh? Không, nhưng mà việc gì em lại phải sợ? Em cứ bước ra một cách đàng hoàng coi có sao không? Không, em không muốn gặp ai hết. Em xin anh đừng cho ai biết rằng em đã đến đây nha. Em lánh mặt trong nhà tắm của anh nha. Trời ơi, thôi rồi muốn làm gì đó là làm. Nhưng mà em ở trong đó em nghe hết chuyện của người ta làm sao? Em sẽ nhét chặt tay em lại. Nhưng mà em không muốn nghe rồi, nhưng mà em sẽ thấy cái chuyện của người ta. Rồi, được rồi. Cho em mở khăn đi. Em sẽ bịt mắt em lại. Em thề sẽ không nghe, không thấy chuyện gì của anh đâu. Muốn làm gì thì làm. Rồi cũng được. Nè nè, nhưng mà xong rồi á, anh nhớ vào cho em hay liền nha. Để trọng rất ngọt chất. Trời ơi, con người gì đâu mà kỳ lạ. Anh,
À Thủy. Anh để, anh lẩm bẩm gì đó. Sao để nhà tối thui vậy? Em đến đây làm chi mà sớm vậy? Thăm anh chứ làm chi. Mẹ, lần nào tới đây em cũng không thấy anh vui với em hết á. Anh bao giờ cũng vẫn vậy mà. Anh thiệt không giống Văn anh chút nào hết à. Văn thì tươi như hoa, mát như dòng suối ngọt, mà con người của anh thì khô cứng như đá sỏi vậy đó. À, Thủy. Ở đây đi. Mấy cái đó em cứ để đó đi. Thôi, đừng có dọn rửa mất công. Thôi để em dọn cho mà. Thủy à, anh thích sự bừa bãi đó đó. Em hãy ngồi ở đây đi. Anh em mình nói chuyện phải vui hơn không? Dữ ơn á. Bữa nay Cốc mới chịu mở miệng á, chắc trời mưa lớn quá. Có bao giờ em đến đây mà em được nghe anh nói thân thiết như vậy đâu. Mỗi lần em dọn gì thì dọn, anh không có nói với em một tiếng nào hết trơn á. Thì chuyện thân thiết nó tới từ từ chứ. Và hôm nay nó mới thật sự chín mùi rồi đó. Thiệt vậy hả anh? Tình anh đối với em đã thật sự chín mùi rồi sao anh? Tình anh em mình bây giờ đã thật sự chín mùi rồi đó. Anh em làm sao đâu? Thì anh là anh trai, em là em gái, mình đối với nhau bằng thứ tình huynh muội thuần túy kết hợp qua văn nghệ. Đừng có chờ đợi gì xa xôi em à. Em tức anh ghê vậy đó. Cứ mỗi lần em muốn nói ra là anh tìm đủ cách để chặn đường lấp ngõ, để cho em không được nói trọn lời. Can đảm đâu có nhiều trong lòng cô gái chưa tới tuổi đôi mươi. Nên về nhà là em cứ nghe lòng bâng khuâng ấm ức à. Anh em mình đối xử với nhau như vậy không đủ đẹp hay sao? Mà em còn chờ đợi cái gì nữa chứ? Em chờ đợi thứ khác chứ đâu phải tình anh em đó. Em nhất định rồi. Em nhất định là em phải nói hết hôm nay à. Thủy. Đừng. Anh đừng ngăn em. Dù chưa biết rằng sao những lời này em sẽ phải sống sao đây, nhưng thà can đảm một lần cho lòng đỡ nghen. Thủy, anh biết lời em định nói là lời gì rồi. Em đừng nói nữa. Anh để cầm bằng nước chảy đôi dòng là gặp gỡ nhau rồi xa cách nhau. Làm sao khi nước bị đè chia đôi dòng xa là khi những kỷ niệm vẫn còn xanh qua những bến bờ sum hiệp lúc chung dòng. Đời con gái đang xuân sao lại mang nhiều bất trắng ba nhịp ép vào những trang giấy cho học mau thuộc bài lúc không còn hiệu lực nữa anh. Kể từ khi em quen biết anh rồi, lần tập ra chỉ thấy hình anh trong đó, những dòng chữ tung tăng như nhảy múa, dòng chữ nào em cũng tuổi của anh đang vào khoảng 30, trong khi em mới vừa 18, tuổi tác trên lệch. Tuổi tác đâu có quan hệ gì cho tình yêu. Lòng anh bây giờ chưa yêu em được thì em xin nguyện, em nguyện sẽ bền gắng chờ đợi. Đừng Thủy. Anh để Thủy ơi, đừng chờ đợi mà hao mòn tuổi mong. Vì đời con chỉ được có một lần xuân sắp phù du, hãy xem như em đã
lạc giữa sương mù. Anh là đốm lửa mà em tưởng rằng nắng ấm ngày mai sẽ đến với một tương lai sáng lạng. Đang đợi chờ em hãy hướng thẳng tới tương lai. Đừng tưởng diễn sâu em nỗi sợ dây dài sẽ tuyệt vọng khi hay lòng diễn ca. Chạm thương tới đau thương em lại càng ân hận mà tiếng công lao ngồi nỗi sợ dây dài. Ông, anh nói gì thì anh nói, nhưng em nhất định rồi, em nguyện chỉ yêu anh. Thủy em. Anh hả? Ngồi, xin mời ngồi. Cảm ơn. Nhà tôi nghèo lắm nha, bàn ghế ọt ẹp vậy đó, đừng có phiền. Dạ không có sao đâu. Không, em làm gì vậy? Không, trời ơi, em làm mất mặt anh vậy? Anh sẽ không ở đây một giây phút nào hết á. Đi về. Không, tôi ở đây. Sao khi không tự nhiên em xô anh vậy? Khi không sao được, nhà của anh tôi vậy đó, dơ dái và bụi bặm đó phải không? Ừ, thì cũng hơi dơ đó. Anh làm gì? Anh có biết là anh khi dễ người ta không? Tôi khi dễ gì? Chứ không làm vậy thì quần áo của anh này em coi coi sao. Chứ anh không biết kiếm chổi hay vẽ vậy lau quét sao? Quần áo dơ thì còn giặt được, nhưng lòng tự trọng mà dơ thì lấy gì mà rửa? Anh học cao mà sao kém tế nhị quá vậy? Không, ăn thua gì mà em nói tới lòng tự trọng. Một người sơ mà làm gì nghĩ tới hành động đó. Sơ? Làm sao mà sơ được? Anh em mình thì có thể muốn sơ chứ, anh thì anh phải làm sao cho thân hơn mới được chứ. Em có cho anh làm vậy đâu. Cô gái gì đâu mà dữ quá trời dữ. Gì? Nói gì? Anh nói là thôi đi về. Không, tôi không có về. Anh muốn về thì anh về mình đi. Làm sao anh về một mình được? Má rầy anh sao? Vì anh là lạnh với má là đưa em đi chơi, đi đến chốn về đến nơi. Sao lại tự nhiên cái em bảo anh về mình vậy? Trời ơi, ở đây bực mình quá. Bực mình gì? Về thì về trước một mình đi, tôi cần phải tâm sự với anh hai. Có chuyện gì em gây gỗ với người ta, muốn nói gì thì hãy nói cho anh nghe. Không à, anh nói em nghe nè, bây giờ hai đứa mình về đi. Tôi nói tôi không về anh có điếc hay không? Điếc gì đâu điếc, anh nói cho em nghe nè. Anh về một mình rồi má không thấy em, má kiếm em, má rầy anh, má mắng anh sao? Hãy kể tôi. Ừ, rồi em về với ai? Ai đưa em về? Anh đừng có lo, tôi sẽ đưa em Hồng về. Không được, tôi không đồng ý như vậy đâu. Trời ơi, tức chết đi nè trời. Hồng à, anh về đi. Nhưng mà anh không về, tôi cắn lưỡi tôi chết cho anh. Thôi, anh đi về. Đi đâu hả? Đi về. Thôi, chào anh, tôi về nha. Đi, đường này hả? Thôi, đi đường này. Ai vậy em? Coi bộ em không ưa hắn vậy. Sao được mà ưa? Sao kỳ vậy? Thì tại hắn mà ba má mới cấm cung em đó. Kỳ khôi không? Không ưa sao mà còn kéo theo cái rờ mọt đến đây làm chi? Không kéo theo làm sao em đi tới đây vô được? Nghĩa là? Có nghĩa là ba má muốn gả em cho hắn. À mà em lại chẳng bằng lòng. Anh thấy rằng hắn cũng khá đẹp trai đó, thì tại sao em từ chối cho ba má buồn lòng nữa? Có chuyện gì hãy nói cho anh nghe đi. Anh chưa nói hết câu mà em vội giận. Anh muốn nói hắn đẹp trai mà em lại chối từ. Để ba má buồn hẳn là em đã có trong lòng hình bóng một chàng trai nào mà em đã nặng lòng yêu. Làm con trai như anh thật tướng, buồn hay vui dễ rời bỏ gia đình. Còn làm thân thật ra anh đâu có sung sướng gì khi bỏ cảnh sang giàu mà sống cảnh hàng gì. Con gì nó mà anh mới làm em còn đây không bỏ hết vào sang đây sống nghèo sống cực. Anh có một cái gì
anh chỉ tập sống khổ nghèo cho tâm trí được lớn khôn. Ba má chúng ta thương con bằng bạc bằng tiền đòi sống gia đình làm anh qua giang dê. Sửa tướng sửa thân bộ đi tướng kính nụ cười giặt khuôn làm màu theo cung cách của bọn thượng lưu. Anh nói mà má nghe được hả? Bà chửi anh tắt bếp. Chửi thì chửi, anh đâu có ngán. À còn em, em đến tìm anh có chuyện gì? Em tới đây để xin anh hai giúp em. Giúp gì nói đi. Anh nói với ba má đừng có gả em cho ông cụ lận đó. Sao em không nói lại phải nhờ anh? Em biết chỉ có anh hai nói, mai ra ông bả mới nghe. Chứ em thì em nói rồi. Nói rồi sao? Em nói em không có yêu Thanh được vì em đã có người yêu. Rồi kết quả ra làm sao? Thì kết quả là ông bả cấm em và cho người canh chừng em, không có cho em ra khỏi nhà nữa. Trời ơi, anh hai biết không, mấy ngày đầu hả, em khóc hết nước mắt vậy đó. Rồi sao đó? Rồi sao đó, em nghĩ khóc cũng không có giải quyết được gì hết. Kì, em bắt đầu em ăn uống ha, em làm tỉnh để nghĩ cách làm sao đi gặp anh hai. Rồi em cũng bắt đầu nói chuyện vui vẻ với hắn, để nhờ hắn đưa em đi chơi, rồi rẽ đến đây gặp anh. Đúng rồi, rồi anh biết không, má nghe bằng lòng đi với thằng nhóc đó hả, má mừng mất thấy vậy đó. Em gái của anh khôn ngoan lắm đó. Cái thằng đó nó làm gì? Cái thằng nhỏ nãy hả? Nghe má nói nó là sinh viên y khoa, còn 2 năm nữa ra trường. Con của bà bạn thân của má đó. Còn thằng tình của em? Trời ơi, sao anh hai kêu người yêu của em bằng thằng? Kêu bằng thằng là thân thiết đó em. Bọn con trai của anh mà chơi thân với nhau mới gọi là thằng. Và xưng hô mày tao chứ bộ em tưởng à. Nhưng mà anh hai có biết mặt anh Tuyến của em đâu mà anh hai thân. Thì anh thương em gái của anh, mà em gái của anh thương được nó thì anh có cảm tình và muốn thân ngay chứ làm sao. Rồi bây giờ anh hai nghĩ làm sao? Má bắt buộc em phải quên người yêu của em để má gả em chỗ thằng nhóc đó đó. Thì anh phản đối tới cùng chứ làm sao. Anh không chịu được cái cảnh mà mẹ cha cứ hay lấy kinh nghiệm mà bắt buộc con mình phải nghe theo ý của mình. Chuyện gì còn được chứ hôn nhân thì không có thể được. Má bà không biết cho bây giờ tuổi trẻ, nếu mà nói hai đứa lấy nhau ra nghe, sẽ gặp nhiều tai họa. Chung sống một ngày hạnh phúc rồi chết nó cũng nhất định phải lấy nhau à. Đúng rồi, nhất anh hai rồi đó. Anh hai ráng nói với má giúp giùm em nghe anh hai. Em tin rằng nội nhà ai cũng nể anh hai hết á. Anh hai giúp em không anh hai? Em nói vậy chứ còn ba làm chi. Ôi, ba mà ăn thua gì. Má nghĩ làm sao là ba nghĩ y vậy à. Anh hai mà không giúp em, chắc em tự giận em chết quá. Thôi, đừng có làm liều. Nè, bây giờ em nói cho anh biết là cái thằng đó ra làm sao, nhà cửa ở đâu, gia thế thế nào. Ảnh đàng hoàng lắm anh hai. Em chưa biết nhà ảnh, nhưng mà theo ảnh nói thì nhà của ảnh nghèo lắm. Ảnh có ba chị em hà, một người em gái thì còn đi học. Mọi việc trong nhà thì tất cả đều do một người chị đảm đang. Nè, mai mốt mà nếu được ha, em làm mai em gả chị của ảnh cho anh luôn nha. Thôi đi cô bé ơi, chuyện của cô lo chưa xong mà còn bày đặt làm mai. Mà sao em tin cái thằng đó nó đàng hoàng? Ảnh đàng hoàng thiệt mà anh hai. Ảnh nói hết chuyện nhà của ảnh cho em nghe. Ảnh nói chiến tranh đã cướp mất cha mẹ của ảnh từ năm ảnh 11, 12 tuổi. Lúc đó chị ảnh 16, còn em gái mới 8 tuổi. Mới 16 tuổi mà chị ảnh vừa làm mẹ, vừa phải làm cha mà nuôi nâng hai em. Lần đần biết bao lần, anh mới yên tâm lo việc học hành. Phải
chút băn khoăn và nguyện giúp em thành tướng của tình buồn, cho dẫu ma ba có để lòng hờn giận tìm được một tấm lòng là đây mò kim. Em cảm ơn anh hai. Đồ cốt nạn, mày dụ dỗ con gái tao là mày phải chết. Ui, ông dạ, ơi, kêu cảnh sát tới đây mau đi ông ơi. Má, má ơi má, má làm gì vậy? Anh hai mà. Ủa, má con mà. Anh để đây hả? Trời, sao má nắm đầu con? Trời ơi, cậu Thanh. Dạ. Anh hai của nó mà. Dạ, con đâu có biết anh hai. Dương ba, Dương nhận xét hàm hồ quá à. Sau này mà ra trường đó, Dương cũng định bệnh cái kiểu này đó nghe. Thì tôi e rằng biết bao nhiêu bệnh nhân sẽ chết vì quá tinh tài học của Dương đó. Dạ, em xin lỗi anh hai. Anh hai, sao anh kêu nó bằng Dương? Phải kêu vậy cho má vui chứ em. Ờ, con nói đúng đó. Nè ông, con có thấy rằng anh hai của con cũng đồng ý với má là thằng Thanh là người xứng đáng chứ? Má ơi, con đồng ý hồi nào đâu. Ủa, con há chẳng nói rằng con gọi cậu Thanh bằng Dượng cho má vui sao? Má à, con gọi bằng Dượng cho má vui á, đâu có nghĩa là con đồng ý với má. Ủa sao vậy? Đó là điểm tâm lý, làm cho má vui lòng á, má sẽ bình tĩnh mà nghe con phân giải thiệt hơn. Vì con nhân là điều mà ý trong, em con yêu ai á, má đừng có nên ép buộc, mà cho nó được quyền chung sống với người yêu. Trời ơi, cuộc đời chồng vợ em con phải sống như gỗ đá lương tri, rồi má sẽ nghĩ sao? Đàm cháu má tượng hình không có một chút tình thương. Con nói vậy có nghĩa là con cũng phản đối việc má gả con Hồng cho cậu Thanh chứ gì? Vâng, nếu mà em con không yêu người đó. Trời ơi, bố xuống mà coi con cái thời bây giờ, nó cãi cha cãi mẹ nó mà không sợ trời đánh nè. Anh hai, em lầm có một chút mà anh giận em sao? Anh lại lầm thêm một lần nữa rồi đó. Dạ thưa, tôi đâu có thèm giận cái chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì. Trời ơi, ông vô đây mà coi cái thằng con quý tử của ông, nó đang chửi cha mắng mẹ nó đây nè. Hả? Má nói kỳ quá à, anh có chửi mắng má hồi nào đâu. Ông ơi là ông ơi. Ông, ba gọi tôi xin có mặt. Có chuyện gì? Tất cả mọi việc không phải ồn ào mà đạt được thắng lợi, nên bình tĩnh. Giá trị bình tĩnh là yếu tố duy nhất để tranh đoạt cái thế tất thắng sau cùng. Có chuyện gì đây hả? Dạ thưa ba, có chuyện gì đâu. Con nói má già rồi mà má ăn mặc coi kỳ quá à. Rồi cái má la chứ không có gì đâu ba. Đúng, con nói rất đúng. Mọi trang phục nên chọn lựa cho hợp từng khuôn mặt, từng số tuổi. Nếu không, không sao tránh được chuyện lố lăng. Trời đất ơi, bây giờ ông cũng hùa theo con để chê tôi ăn mặc lố lăng sao? Bà, tôi ăn mặc gì mà ông coi không được sao ông? Cái gì? Ông nói cái gì? Bà ăn mặc đẹp lắm. Đẹp. Hợp thời trang lắm. Trang phục làm tăng vẻ đẹp và đem lại cho mọi người sự kính phục. Hồng, con thấy thế nào con? Bà ơi, con khổ lắm. Má bắt buộc con phải lấy người con yêu, chắc con chết rồi bà ơi. Không được, chết là hèn, sống là tranh đấu. Con nói đúng, tuổi trẻ chỉ có tình yêu là lẽ sống duy nhất. Thà được sống với người yêu mà nghèo khổ, hơn là làm vợ một người không yêu mà được giàu sang. Ba, như vậy là ba thương mà ba nói với má giúp giùm con nghe ba. Phải, ba phải giúp con mà nói. Nói con ơi con, nói với ai con? Ba nói với má đó ba. Ba cần suy nghĩ lại vì má của con gâu lắm. Gì? Thôi bà đừng nóng
đừng nóng bà. Bác mẹ ơi, bác nói vậy là bác bỏ con sao bác? Bác ơi, bác... Làm sao tôi bỏ cậu cho được? Tôi là người của quần chúng mà. Có chuyện gì cậu kêu một tiếng là tôi đến bên cạnh cậu ngay. Ai ông cũng nói có ông theo hết trơn hết trời á. Làm sao ông xẻ ông thành năm thành bãi được chứ hả? Không xẻ được thì cũng phải ráng mà xẻ chứ. Chứ vì con nè, vì bà nè, vì cậu Thanh nè, mỗi người sẽ là một lá phiếu của tôi. Tôi nói rồi đó nghe, việc này tôi giao cho ông đó. Nếu không xong đó không, tôi tự giận tôi chết cho ông coi. Bà ơi, bà về, về Thanh, không về. Được rồi, mọi việc bà cứ giao cho tôi. Bà ơi, nếu má mà ép con chắc con chết quá bà. Tao biểu mày về. Con về đi, để ba lo. Bác ơi, nếu mà con cưới không được Hồng chắc là con không sống nổi bác ơi. Được rồi, cậu cứ để cho tôi lo, tất cả về đi. Về, tao biểu về. Bà ơi, bà về còn tôi thì sao? Ông ở lại. Bà bảo tôi ở lại thì tôi ở lại. Ba học được thói tráo trở như vậy, con tin rằng ba sẽ dễ thành công lắm. Phải như vậy con à. Để con có biết con là đứa con trai duy nhất mà ba đặt nhiều kỳ vọng không con? Dạ. Con sống như vậy sao con? Hả? Cuộc sống như vậy đâu có gì đâu ba. Mấy tháng nay con vừa làm vừa học đủ sống, không xin tiền nhà, ba không mừng cho con sao? Con khẳng khái nên trở thành ngu xuẩn. Ở nhà chăn êm nệm ấm mà con không muốn, lại phải lằn thần sống nghèo nàn như vậy đây. Rồi ai có hỏi con là con ai? Con làm sao con ăn con nói? Không lẽ con nói là con của bà? Con xấu hổ mẹ cha. Sống như con đâu thấy gì là nhục. Con lớn rồi ba, con phải tự lực mưu sinh. Sống kiếp ký sinh mới hèn mới nhục. Nếu ba thấy rằng con không xứng đáng, ba cứ đặng báo tự con cho ba đỡ nhục với người. Thôi, có đứa con ngu thì sự nghiệp của ba ở chính trường mà ba gầy dựng biết bao ngày, chắc sẽ tan thành như khói có sương ban. Con đã quyết tâm sống không nhờ cậy gia đình, là trai không thẹn với mình. Con đâu có làm gì xấu hổ má ba đâu. Để con có biết rằng ba muốn con khi ra đường mọi người ai cũng phải đặt đồ, chỉ con mà nói con là con của ba. Con có muốn như vậy không hả? Không, con không muốn vậy bà. Chứ mày muốn sao hả? Con muốn khi ba ra đường á, ai cũng chỉ ba mà trầm trồ nói ba là ba của con. À, bố mày tưởng tao không muốn như vậy sao mày? À, có chuyện rồi. Thôi, ba đi rửa mặt một chút cho con. Ba đứng đây đi ba. Đứng đây đi để con thôi. Đi múc nước cho ba rửa mặt ba. Ba tự rửa được rồi. Không, ba ơi, ba. Không, mọi người đều phải biết tự lực. Không được ba ơi, ba. Anh này quỷ nè, bắt anh đợi là muốn chết vậy đó. Nè, em nha, em có nghe nè, không có thấy gì hết trơn nha không? Thả tay em ra. Không thả nè. Ủa sao nắm hoài vậy? Thả không? Không. Ủa, ai đây? À, chết tôi rồi, trời ơi. Quyên. Tuyên. Dạ. Em cũng lo sửa soạn đi học đi. Dạ, em bữa nay em thực tập ở bệnh viện, lát em đi cũng được. Ủa, sao không sửa soạn đi học đi? Dạ. Bộ rỗi à? Dạ. À, có chuyện gì muốn nói với chị phải không? Dạ, không. Nè, nghe nói lúc này em có con bồ đẹp lắm phải không? Dạ, đâu có. Trời ơi, đâu có chị hai, ai nói chị vậy? Con Thủy nói chị phải không? Ôi, con Thủy nói mà hơi sức đâu mà chị tin. Con Thủy đâu có nói. Vậy chứ ai nói chị? Em. Em? Ừ. Trời ơi, em nói chị hồi nào đâu? Ủa, mà em nhớ em chưa có nói mà. Đó, vậy là em mắc mưu chị rồi. Trời ơi. Như vậy là em có mà em chưa dám nói với chị phải không? Thì bây giờ em nói đi.
Dạ chị hai thông minh quá, em chịu thua chị rồi. Nhưng mà chuyện đó chưa đâu chị hai à. Chị thấy dường như có chuyện gì không thể chưa được đâu. Ôi có chuyện gì đâu chị hai. Đây nè Hồng ơi, anh không biết phải làm sao hết. Anh còn đi học. Còn chị, mấy đêm trước lúc em ngủ hết, chị quét nhà thấy tấm giấy xé vụn rớt dưới giường. Chị lượm lên đọc, có bao nhiêu đó thôi. Chị đoán biết em và người yêu của em có gì nan giải. Tuyến à. Dạ. Nên chị lựa dịp mà hỏi em, để mong giúp đỡ em. Vậy em đừng nên giấu chị, cuộc tình đó ra sao mà lời em có vẻ xót đau. Chị hai ơi, thật ra em và Hồng yêu nhau nồng đượm, nhưng em hứa sẽ đến đôi khi mình thành đạt mà thôi. Và hoàn cảnh của nàng hiện đang gặp sẽ ra sao, quẩn bánh đến như thế nào, em hãy nói cho chị nghe. Nếu em yêu người ta thì nên cho chị tường sự thật, để chị giúp đỡ người ta, trước sau gì cũng là em dâu. Chị hai ơi, Hồng là một cô gái giàu sang, và hiện giờ nàng đang bị cha mẹ ép chuyện. Nàng yêu cầu và em nên đi gấp tính chuyện nghi hôn nhân. Hoàn cảnh thật là khắc khe, nàng xin em nghi lo sớm hơn dự định. Cha mẹ nàng khó khăn, còn anh nàng giúp cho, nên em cho nghi nàng hay em nghi không làm sao khác hơn được. Em chớ đắn đo mà thành ra lỡ duyên lỡ phận, cưới thì cưới chớ sao chị sẽ lo hết cho em. Chị lo cho em. Cảm ơn chị. Nhưng mà thôi chị hai ơi, từ trước đến nay em luôn luôn vâng lời chị hai, nhưng mà lần này em xin phép chị hai cho em từ chối đi chị hai à. Tại sao vậy? Em không yêu Hồng thật lòng à? Em yêu Hồng vô cùng chị hai à, nhưng mà em nhất định bắt buộc nàng phải chờ đợi khi nào em thành đạt. Em năm nay 21-22 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhất gì. Nhưng cưới vợ cũng được rồi, cưới vợ về để cho nó phụ chị. Em đã quyết lòng như vậy rồi chị hai à, thì 2-3 năm nữa em ra trường đâu có lâu lắc gì. Nhưng em biết người con gái phải chờ đợi 2-3 năm sẽ như thế nào không? Biết bao nhiêu thức trắng đêm thâu trũng sâu con mắt, thấp thỏm lo âu vuốt từng sợi tóc mà e sợ nhuốm màu thu. Hương sắc phai tàn chị biết em từ chối vì sợ chị phải khổ thân lo lắng chứ gì. Dạ em đừng lo. Đây nè chị, trương mục này của em, trương mục này của Thủy. Chị ơi, chị giấu hai em gửi tiền nhà băng để tới ngày đó chị cho hai đứa ngạc nhiên chơi. Trời ơi, phần em thì mở phòng mạch và cưới vợ, còn Thủy thì chồng nuôi, nhưng cũng phải cho nó một chút vốn làm ăn, rủi thằng chồng nó nghèo sao. Trương mục của em nếu bây giờ mà lấy vợ và mở phòng mạch thì chưa đủ, chứ nếu cứ vợ không thì dư sức 2-3 năm nữa chị đắp vô tiền mở phòng mạch đâu có lo gì. Em cảm ơn chị hai có lòng lo lắng cho hai em, nhưng còn phần của chị chưa
lo cho hai đứa trước. Mà tiền của em là cũng là tiền của chị rồi, cần gì. Chị hai, chị hai ơi, từ khi ba má chết vì bom đạn, bao năm nay chị sống không có một ngày vui. Dành cho hai em trọn cả cuộc đời, hai em buồn vì cối cúc mà không cố vì cối cúc. Sao lại không khổ? Em nói dối để đề cao chị rồi. Em nhớ năm ba má vừa mới nằm xuống thì có bữa ba chị em mình đôi lạ ôm nhau mà khóc. Em không còn nhớ sao? Chị hai, chị hai ơi, em làm sao quên được cái đêm mưa gió đó ba chị em ngồi bó gối nhìn theo mà nước mắt cứ mài tuôn tràn. Mà chỉ khóc vì bụng đang đói quằn, chỉ có chị là chỉ khóc vì đau thương. Chị ơi, chị nhìn hai em mà nước mắt nó cứ rưng rưng, rồi vội vã băng mình vào mưa gió. Khuya chị về là chị cười rạng rỡ, trên tay cầm đầy đủ nghi thức ăn. Còn nghĩ gì hết ngoài cái mừng đói được ăn. Bây giờ nhớ lại em thấy tụi em hư ăn quá chị hai. Mấy em còn nhỏ có biết cái gì. Chị hai à, rồi từ đó nhờ trời chỉ làm ăn cắm cá. Dù khổ nghèo thế nào chỉ không cho tụi em nghỉ học một ngày nữa. Và đến ngày nay hình dốc của chị đã hao gầy, hai em như là một loại vi trùng bám rút sống và lớn lên nhờ xương thịt chị. Có lúc em muốn đi làm giúp chị cấm em, chị cấm em bằng một nụ cười tươi. Học cho chuyên là giúp chị rồi đó em ơi, chỉ còn làm được thì hai em phải còn đi học. Hãy dành lại lúc chị tàn sức nghi lực, em mới phải lăn thân vật lộn với nghi cuộc đời. Em trai chị hư rồi nha. Em không nghe một văn hào pháp đã nói tuổi trẻ thích sống với tương lai, người già thích sống bằng dĩ vãng. Em của chị chưa già mà lại ham nhắc đến dĩ vãng. Em nhắc dĩ vãng như là một lời thề quyết là chẳng dông ơn chị. Chị hai. Em. Dạ. Chị cảm ơn em. Lòng của em đối với chị như thế đó cũng đủ làm cho chị sống được an vui, cho chị quên hết bao tuổi hồ trên đời. Lòng hai em sẽ rửa sạch hết cho chị những điều dù nhớ nhớ. Nỗi sung sướng nghi lớn hơn sông bể, giờ chị có chết đi thì chị vẫn cười. Chị hai, ôi sao chị nói gì kỳ vậy? Ôi chị chết rồi là hai em sống với ai đây? Chị nói là chị nói ví dụ vậy thôi. Nói kỳ quá à. Vì chị có chết bây giờ, hai em của chị cũng đã lớn khôn. Chị hai, chị đừng ép buộc em phải cưới cô Hồng nghe chưa. Bây giờ tiền của chị hai là chị muốn làm gì thì chị làm đi, chứ em nhất định mà khi nào thành đạt mới chịu cưới vợ. Chị thấy tuổi trẻ có thể sống chết cho tình yêu thì chị nói như vậy, chứ còn chuyện của em thì chị phải để cho em quyết định chứ. Đúng đó. Chị cho em hay như vậy đó. Dạ. Nếu muốn cưới thì chị cũng sẵn sàng. Dạ em cảm ơn chị hai. Ủa, rồi chị tính đi đâu vậy? Chị đi làm. Chị đi làm. Ủa, sao em lại ngạc nhiên?
Đi làm chị lúc nào cũng đi làm hoài à. Em nói gì vậy Tuyết? Chị cứ lo cho hai đứa em mà không có lo cho chị. Hồi hôm em thấy là chị cảm rồi, bây giờ cũng ráng mà đi làm nữa. Chị nghỉ một bữa đi, rồi chị em mình có chết đói đâu mà chị sợ dữ vậy. Em nghĩ hay là chị nghỉ làm luôn đi. Chị hai, chứ còn đi làm đi sớm rồi về tối, nhà mình cũng đã dư giả rồi. Hay là chị lấy tiền chị mở một cái quán, rồi mình sống vô đó mình sống. Mở quán rồi ai trông nom? Thì ba chị em mình thay phiên nhau. Em nói rồi nghe, nếu bữa nay mà chị đi làm thì em nghỉ học luôn. Thôi, đi học đi ông ơi. Chị nghe rồi, bữa nay chị nghỉ đi làm. Nghỉ phải không? Ừ. Rồi nghỉ sao chị không thay áo ra đi? Em sợ khi em đi rồi chị đi làm hả? Dạ. Không, chị không có nói láo đâu. Nói láo với ai chứ, không có nói láo với em chị bao giờ. Dạ. Chị mặc áo để bữa nay chị đi chợ nè, nấu ăn cho hai đứa được không? Trời ơi, hết sảy chị bữa nay đi chợ. Bữa nay tụi bay thích ăn gì? À, tùy theo chị cho gì ăn mấy. Canh chua cá bông lao được không? Số 1 rồi. Cá rô pha tộ được. Trời không? Trời ơi, ngon lành. Thôi đi. Dạ thưa chị hai, em đi học. Đi em. Dạ. Dù em có trốn và giấu anh cũng tìm bắt cho được em. Trời ơi, làm gì dữ vậy? Buông ra. Không buồn. Buông ra. Không buồn. Làm sao anh biết nhà em ở đây? Bí mật nghề nghiệp. Anh tìm đến đây làm chi vậy? Để biết chỗ đặng anh có nhớ em anh tới anh thăm. Chứ lâu lâu em mới cho anh một cái hẹn. Ở nhà cô Loan rồi riết rồi đi chơi chưa có nóng cẳng là em đã đòi về rồi. Ai chỉ anh đến đây vậy? Đố em biết làm sao anh biết nhà em. Rồi con quỷ con Loan rồi chứ không ai hết trơn á. Em dặn nó đừng có chỉ mà sao nó kỳ vậy cả. Mà không, em không tin là con Loan làm vậy đâu. Nó thương em và nó tin em lắm mà. Tại sao em tin rằng vì cổ thương em lắm mà cổ sẽ không chỉ nhà em cho anh? Biết đâu anh đã khai thác lòng yêu thương đó mà cổ lại chỉ nhà em. Xì, em không tin. Anh làm sao mà con Loan nó mở miệng được đâu. Anh nói cho em nghe coi. Em không tin à? Ừ, em không tin. Nè, em hãy lắng tai mà nghe anh nói mưu lược của anh đây nè. Đâu sao? Nè, em coi nè. Gì? Anh cắt tay anh nè, em thấy chưa? Trời. Anh cắt tay anh rồi thấm máu vào chiếc khăn tay. Anh nhờ em gái của anh hối hả chạy tới báo cho Loan hay. Anh bị xe tông nặng lắm và hiện anh đang hấp hối. Trời ơi! Đến tìm mà tha thiết xin Loan thì cho nó tìm nhà huyền. Thế rồi cô Loan nó chỉ ngay cho em gái anh biết nhà của em hả? Không, cô Loan đâu có chi dội mà hứa sẽ cho em của anh hay sao. Em gái anh đâu có chịu dễ dàng như vậy đâu. Theo lời anh dặn kỹ càng, nói trước khi anh đã liềm hồn phải trao tận tay huyền một dần riêng. Trao cái gì? Phải trao cho tận tay huyền yêu dấu bằng không đau trong người trăm rồi. Vậy là con Loan nó chỉ ngày và em anh đã ghi kỹ càng. Nhờ đó mà anh biết được nơi đây anh nên nha. Cũng quá đa mưu. Muốn gặp em phải ra tay cắt thịt cho máu đổ chẳng sợ đau. Còn chiếc khăn tay nào đẫm máu anh cất ở nơi đâu? Chiếc khăn tay đẫm máu đây nè, giờ thì anh tặng cho em. Tặng em làm gì? Thì tặng những giọt máu tình yêu cho em. Em cất giữ nó như là cất giữ hồn anh vậy đó. Anh giờ mày lớn tuổi rồi mà còn lãng mạn ghê. Anh đã từng nói với em rồi mà, tâm hồn nhà văn đa tình lãng mạn là cái tính trời cho mà. Nãy giờ em quên rồi đó nha. Quên gì? Quên mời anh ngồi. Em không mời. Ai muốn ngồi đâu ngồi. Bây giờ không, nhưng anh cứ ngồi. Em phải ngồi đây với anh nghe. Thôi, em ngồi đây được rồi. Ngồi đấy với anh đi. Nhà có ai rồi? Hai đứa tụi nó đi học hết rồi. Em nghĩ là anh đi về ngay đi, kẻo tụi nó về nó thấy bất tiện lắm.
Gì mà bất tiện biết nữa. Anh là người yêu và sẽ là chồng của em, thì cũng là anh tuổi nó. Bây giờ em ngồi đây với anh nghe. Thôi ngồi đi anh. Thôi kỳ lắm mà, tụi nó về nó thấy là sao? Ai đâu kỳ, ngồi đây với anh đi nè. Anh à, anh hôn em nha. Trời ơi Thúy, em làm gì vậy? Thúy, Thúy là em Quyên à? Đừng, chị đừng đụng tới em. Sao kỳ lạ vậy Thúy? Có gì mà kỳ lạ đâu chị hai. Bây giờ em đã lớn, em đủ sức đứng vững mà. Nhưng nếu có ngã, em cũng sẽ tự lực đứng lên. Em không cần đôi tay tàn ác của chị đâu. Thúy, em nói gì? Em nói gì mà chị không hiểu gì hết? Thúy em, đừng, đừng gọi đến tên em nữa. Em không còn một chút lòng kính phục nào nữa đâu mà chị Hồng bắt buộc em phải nghe theo chị. Chị ơi, chị hai ơi, từ bấy lâu nay chị đã từng lớn tiếng hô hào sẽ vì em, sẽ vì em mà hy sinh tất cả. Sao hôm nay chị lại đành tâm chà đạp nhân luân đi cướp đoạt tình yêu duy nhất của em? Nói vậy phải, đây là người mà em yêu tha thiết chân thành. Chỉ có chị mà người ta ngoảnh mặt để cho em một mình trên bên vắng ngắm sông trôi. Tuyệt vọng hôm nay làm em buồn tủi đến nghẹn lời, nhìn mặt lại nhau và chị em yêu nhau nào có gì tội lỗi đâu. Thủy, em dằn cơn ghen hờn xuống mà nghe chị nói nè. Chị thề là chị chứ không hề biết anh để là người em đã nặng lòng yêu, chứ không biết mà. Chị ơi, không biết. Chị ơi, chị đã nói là chị thấy em thường viết tên anh trên giấy, học thuộc bài. Vậy mà hôm nay chị lại dám bảo rằng không biết bao giờ. Chị đã thề mà chị không chịu giữ, chứ em thề là em giữ đến tắt hơi. Đừng thủy tôi. Chị ơi, em thề có đất trời em sẽ rời bỏ nơi này. Và tới chết quyết không thèm nhìn mặt, nếu hai người sống đời chồng vợ dưới nhau. Thủy, em đừng đi đâu hết. Chị thề sẽ nghe theo lời của em. Quyền, Quyền ơi, tại sao em lại dám thề như vậy chứ? Dám thề được hả anh? Tuy em gái của em vốn mang nhiều nông nổi, nhưng nó ra đời nó sẽ sống sao đây? Bước chân nó của những cô gái thơ ngây, làm sao dò được những bảy đời văn vua? Cánh chim nó băng mình vào sương gió, làm sao
thấy em của em nó còn bé nhỏ, nó không đủ sức giữa cuộc đời đầy giông tố, còn thân em thì đau khổ đã quen rồi. Chị có nói gì em cũng không tin chị đâu, chị đừng có nói cho mất công. Thủy, anh để anh đã phạm đến em tôi, tôi bắt buộc anh phải lấy nó, không thì tôi sẽ giết anh. Quyền, anh thề anh chưa hề động đến Thủy dù là một lời hứa hẹn. Anh thương Thủy như thương một cô em gái văn nghệ mà thôi. Nhưng còn biết làm sao, vì nó đã yêu anh. Em nói là em phải giữ lời. Bây giờ em xin vĩnh biệt. Thủy, đừng đi. Thủy, Thủy ơi, chỉ quỳ xuống chân em mà tha thiết lại gian em. Dẫu có chính dần mùi hồng, em cũng đừng bỏ chị mà đi. Chị. Kìa, cô là ai? Điều đó có cần thiết lắm không? Cô đến đây để làm gì? Để nhìn mặt chị. Lạ chưa? Không lẽ cô đến đây chỉ để nhìn mặt tôi thôi sao? Tôi nhớ cô với tôi chưa hề quen biết mà. Chưa quen biết tôi mới cần nhìn mặt của chị chứ. Hân hạnh cho tôi quá. Tôi không ngờ tôi lại nổi tiếng cho đến nỗi một người xa lạ như cô mà phải lặn lội tìm đến để nhìn mặt. Chị nổi tiếng chứ sao không? Danh của chị rền vang cả thành phố này trong giới thượng lưu. Ai mà chẳng nghe danh là một gái buôn hương nhan sắc mỹ miều. Xin lỗi, cô là một người con gái. Chắc cô cũng thường tới sớm yêu qua nên cô mới biết danh của tôi. Chị quá là tuyệt diệu và cũng quên. Chả trách vì anh tôi lại chẳng mê say. Làm cha tôi khổ sở vô cùng, lo rằng anh ấy sẽ hư. Chuyện đó có gì là khó. Bây giờ tôi chỉ cho cô ha. Cô về cô nói với ba cô á, lại đem nhốt cậu con trai cưng nó vô frigidaire đi. Tôi cam đoan là lâu hư lắm. Nè, chị đừng có hỗn láo à. Giọng nói của cô chắc là giọng lưỡi của một cô gái nhà giàu. Sao chị biết? Vì trong hơi thở của cô tôi đã nghe có mùi bệnh rồi. Hứ, bệnh gì? Ừ,
có bệnh gì đâu. Không lẽ ngoài cái nghề bán ba chỉ còn làm bác sĩ lậu nữa. Giọng lưỡi của cô cũng khá đấy chứ. Tôi không cần chị khen. Đâu phải mọi người gì cần mới khen hoặc chê nhau đâu cô. Cũng như cô, đối với tôi cô lại có những lời khinh miệt đó. Có phải là tại tôi cần đâu. Tôi bất cần mà cô cũng xí miệng vô mà chê tôi vậy. Tôi hỏi chị vừa nói tôi bệnh gì, sao chị không trả lời đi. Tại cô cho tôi là bác sĩ lậu thì cô đâu tin tài thầy thuốc. Cô muốn biết cô bệnh gì hả? Cô có mắc một cái bệnh mà mọi người giàu đều mắc phải. Đó là bệnh khinh người. Chị láo lắm. Chị nói vậy chắc chị chẳng cần tiền. Tôi có nói thế bao giờ đâu. Tôi cần tiền chứ. Tôi cần tiền mà tôi dám khinh tiền. Tôi nghèo. Tôi nghèo nên tôi mới bán cười bán nói để có tiền mà sống. Như vậy mà vẫn hơn những người thừa tiền lén lúc làm trò trốn chúa lộn chồng cô. Chị hổ láo quá. Tôi không có nói chuyện với chị nữa. Tại cô vào đây lên giọng với tôi, chứ nào phải tại tôi đâu. Phải chi cô ăn nói khác hơn thì tôi đâu có làm vậy. Chứ tại sao chị không hỏi đến anh của tôi? Anh của cô là ai? Thì anh tôi là cái người mới ở trong nhà này ra cách đây chừng mấy phút. Hả? Cô là em của anh Để? Vâng, em là Hồng, em của anh Để. Hình của anh Tiến sao ở đây? Anh Tiến là cái gì của chị? Nó là em của tôi. Mà sao cô biết Tuyến ở đây? Em thấy cái hình kìa. Dạ, em là... Là người yêu của Tuyến. Chị hai, em xin lỗi chị. Anh Tuyến, anh thường kể cho em nghe về chị đó. Hả? Nó nói gì về tôi? Nó có biết những điều mà cô biết gì về tôi không? Không, anh không có nói về chuyện đó hết á. Mà anh hết lòng xưng tụng chị đó. Hồng, tôi lại cô. Em tôi chưa hề biết được việc làm nhớ nhốt của tôi. Xin cô đừng cho nó biết. Nếu cô thật lòng yêu nó, cô hãy nói với ba má cô là nó không còn cha mẹ, để sau này giữ gìn hạnh phúc của cô và nó được vun tròn. Cô cứ việc khinh tôi, mà đừng vì tôi là chị của nó mà khinh luôn nó. Vì tôi biết rằng nó hết sức yêu cô. Và nguyện giữ vẹn chữ chung tình, ngày nào hai người thành hôn, tôi sẽ bỏ đi biệt nơi này việc hết. Vì anh em ảnh ngang bướng lắm, càng ngăn cản ảnh càng đi tới chẳng ích lợi gì. Ông chỉ cho một mình em biết để theo dõi tìm nhà chị, để ông tới dàn xếp tiện hơn. Giờ đây khi biết tôi là chị của Tuyến, cô nghĩ sao về tôi? Biết chị, chẳng những em chẳng dám miệt khinh mà lại càng tăng thêm lòng kính phục. Vì chị đã đem bán cả một thời xuân xanh tuổi nhục, là mong nuôi dưỡng hai em được nên người. Cảm ơn cô. Em được học thêm bài học làm người. Đàn bà con gái nghèo Việt Nam có một niềm vui to lớn
nghe về tình thương của chị bằng những lời kính yêu sâu sùng thương tôn thờ. Tôi xin cô hãy giữ chút lòng sùng kính đó trong lòng em tôi, là cô đừng nói gì cho nó biết. Vâng, em vâng lời chị. Nhưng mà em tin anh Tuyến dù có biết chắc cũng chẳng bao giờ mỉa khinh chị đâu. Tôi gian cô đừng cho nó biết gì chưa phải lúc. Cô ơi nếu em tôi mà biết được, tôi e rằng nó quá đau thương mà bỏ dở việc học hành. Kỳ vọng tôi chắc chiêu nuôi nâng sẽ sụp đổ tan thành. Tôi không dám nói với cô lời cuồng ngạo, tôi đã bán đời là để hy sinh. Với ba cô, tôi xin cô hãy cố gắng giữ gìn. Cô đừng nói cho hay tôi là chị của nó, cho đến ngày nó được đóng thành danh toại, tôi sẽ đi xa mà trốn lắm cuộc đời buồn. Chị Quyền, chị làm cho em xúc động. Cô nghĩ thế nào khi biết tôi đã yêu anh của cô? Chị Quyền, em tin chị sẽ là vợ hiền dâu thảo khi đã hạnh diện làm người biết sống để hy sinh. Thân thể kia cần chỉ cái băng trinh trong sạch tiết tâm hồn mới là đáng quý. Em hứa sẽ tiếp tay giúp chị cùng với anh em hạnh phúc vuông tròn. Em tin anh Quyền sẽ sẵn lòng trưởng nghĩa, sẽ yêu chị bằng máu. Là hứa nha cô. Vâng, em về. Cô về. Dạ. Dường như con gái của tôi vừa mới đi ra. Con là ai mà ông là ai? Khi không vào đây hỏi tôi, ông có đi làm nhà không? Làm mà. Đời tôi sống mà để lầm thì làm sao tôi có được ngày nay hả cô? Ông kiêu ngạo quá. Hiện tại chứng minh cho quá khứ cô à. Ông vào đây kiếm ai? Cô. Tôi. Phải. Tôi nhớ tôi chưa hề quen biết ông. Cô đã làm mặt lạ dễ dàng quá. Tôi cho cô biết, ít ra cũng đã có một lần cô đã gặp tôi ở nhà con tôi. Con ông là ai? Nhà con ông ở đâu? Nhà con tôi là nhà của một văn sĩ nghèo, mà cách nay không lâu tôi đã bắt gặp tận mặt cô với nó. Ủa? Nói vậy à, người mà bữa hổm cháu à. Dạ nói vậy bác là ba của anh Để. Đúng. Chắc cô ngạc nhiên vì cho rằng tôi nói dối. Vì cha nó giàu sang như vậy mà để cho con nghèo khổ chứ gì. Nếu không nói thì chắc cô không tin. Tôi thương con tôi lắm cô à. Nhất là nó là đứa con trai lớn nữa, nhưng tại nó kỳ khôi lắm, nó cứ đòi xin tôi với má nó phải cho nó tự lực mưu sinh, cho nó tập sống khổ nghèo chớ sao.
sống trong đời giàu sang, thường nghèo nàn óc tim, tâm trí sẽ khó lớn khùng, và thường hèn mọn tâm hồn. Và ông đã bằng lòng, anh quá thật là kỳ khôi. Từ lúc anh tập xong riêng, ông có giúp đỡ anh chút nào, hay anh vẫn sống một mình? Tới nay là bao lâu? Đến nay gần một năm, thằng ngày đó nó vẫn căng mình chịu sống khổ sống nghèo, không hề mở lời gian. Thoạt lúc nó ra đi, tôi rình rình và chờ đợi nó trở về, lòng nó thật can đường, không mê một lời than thở. Bây giờ tôi mới hối vì tôi quá thương và chiều con, cho nên nó mới dài gian díu cùng. Cái gì? Gian díu với tôi là hư hả? Trời, ông làm như con ông còn con nít vậy. Bây giờ ông muốn gì? Muốn điều đình riêng với cô. Nếu cần tôi lại cô cũng được nữa. Tôi xin cô hãy buông tha cho nó. Nghề nghiệp của cô già dặn quá mà nó thì... Mặc dù nay nó đã lớn, nhưng chỉ lớn về tuổi tác thôi. Chứ đối với tôi nó còn con nít thiệt mà cô. Sao ông không về rầy con ông phải hơn không? Rầy đó sao được? Tôi thương nó vô cùng, thương hơn cái gì hết. Nên tôi mới âm thầm mà ro riêng với cô. Cô đồng ý thì bao nhiêu tôi cũng chịu. Má nó thì quá ào ạt, còn nó thì quá cứng đầu. Tôi đâu có dám cho biết. Nó mà hai cái chuyện này chốc nó nổi khùng lên, nó làm quan phí hết đời nó. Tôi gian cô mà. Cô yêu nó, cô thương gia đình tôi mà buông tha cho nó. Tôi là cha của nó mà cô. Nói vậy là ý của ông không bằng lòng cho tôi làm con dâu nhà ông. Ờ sao được cô? Cô nghĩ coi, tôi còn mặt mũi nào mà làm như vậy cô? Giới thượng lưu mọi người ai cũng biết cô nè. Cô biết đàn ông mà, khi họ gặp một người con gái nào đẹp nè, duyên nè, hấp dẫn nè, sau lần gần gũi họ thường tìm nhau mà khoe từng cái đẹp cái xấu, không sót một cái chỗ nào hết trơn á. Vậy thì làm sao tôi chịu nổi hả cô? Thôi thôi thôi, ông đừng nói nữa. Vậy thì tôi đang chờ ý kiến của cô đó. Ông chờ nghe ý kiến của tôi à? Ừ. Dạ thưa ông, ý kiến của tôi là nhất định chẳng bằng lòng. Trời ơi, giờ ông chỉ còn có một điều. Điều gì? Về cấm con ông đừng yêu tôi thì được, còn tôi yêu thì nhất định phải yêu. Trời ơi, tôi làm sao cấm được? Nếu cấm được tôi đâu có tới đây chi cho mệt. Một lần nữa xin cô hãy xét gì. Ông về đi, đừng làm tốn hơi cho mệt. Nói gì thì tôi vẫn giữ ý định. Việc gia đình ông muốn gì tùy ý, nhưng riêng tôi thì ông đừng cấm tôi yêu. Cô quyền hãy nghe tôi lời khuyên nhủ cuối cùng. Cô đừng nói những lời như thách thức tôi. Nè, cô nghĩ sao? Tôi chỉ nói một lời. Và bây giờ ông về là tốt đẹp hơn. Lời nói của cô như một tối hậu thơ tuyên chiến cho tôi đó. Sao không được? Tôi cho cô biết, vì thương con tôi đã hạ mình năn nỉ với cô là quá lắm rồi. Nè, cô đừng có khiêu khích tôi nha. Động tới tôi là khó sống nghe chưa. Tôi cho cô biết, tôi mà cô, tôi là kẻ cùng đinh mà tôi đã dương tới địa vị ngày nay thì không phải bở đâu nha cô. Ông đã nhất định ăn thua với một đứa chỉ đáng con của ông. À, thì tôi cũng nhất định cùng ông tranh đấu. Thua hay thắng chưa biết sẽ về ai, vì thế trận mới bắt đầu. Như vậy tôi và cô hô to lên tuyên chiến. Vô đây nè bác, vô trong này nè bác, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Ông đâu, ông đâu? Bác trai, bác trai, bác trai, bác trai đó, bác trai đó. Cha cha, hai người giơ tay chào kiểu gì coi ngon lành quá ha. Ông dám bày đặt mèo mỡ lăng nhăng nữa phải không? Ông chết với tụi phen này mà. Ba.
Ba đừng nói bậy, hư hại đến uy tín của tôi chứ bà. Một người lớn tuổi như tôi mà còn mèo mỡ hả? Báo chí mà bắt được thì tôi hết đường. Đó, đó, thấy không? Vậy là ông thú nhận có mèo mỡ rồi đó. Vậy là ông chết, tôi xé xác ông ra. À, đừng, đừng, bà làm gì vậy? Người ta nói tất cả đàn ông trên thế giới này đều nể vợ, cho nên tôi mới nể bà. Bà đừng tưởng bở nghe bà. Tưởng bở làm sao? Tưởng bở làm sao? Rồi ông làm cái gì tôi? Phải mà, ông có vợ nhỏ trẻ đẹp nên ông tính ông cho tôi ra rìa phải không? Đâu, đâu rồi? Con nó đâu rồi? Đẹp mà không, trẻ thì có trẻ, nhưng làm sao đẹp bằng tôi? Đâu có đẹp bằng tôi phải không cháu? Dạ đúng vậy. Nó đâu có mặt sao vậy? Vậy thì tại sao ông lại mê nó? Tôi và nó có khác gì nhau đâu chứ? Hả? Hả? Bà hãy uống một ly nước cho bớt giận. Ngày xưa bà tiên cho phép trị bệnh nóng giận bằng nước lạnh. Vậy bà hãy uống đi. Không uống gì hết trơn cái trời á. Ông trời xuống đây tôi cũng làm luôn á. Chứ đừng có nói tiên. Ê, con nhỏ kia, bà gọi ai? Tao kêu mày đó. Thưa, tôi không phải tên nhỏ. Trời ơi, nó chọc tức tôi nè chứ. Đồ khốn nạn, tao xé xác mày. Bà Thôi, Thanh. Dạ. Nhào vô đi cháu. Thôi bác nhào vô đi, con đàn ông mà. Trời đất ơi, nó cười. Nó đứng nó cười khi dễ nữa nè. Ông coi đó, con mèo ông nó khiêu khiêu khích tôi đó. Thấy không, ông thấy không? Hả? Mèo đâu mà mèo, sư tử đó. Thôi, về. Thanh. Dạ. Cháu ở lại tìm bắt cái thằng khốn nạn đó. Cháu dần cho bác một trận nghe chưa? Dạ. Tuyến, em về hồi nào? Lâu rồi. Tuyến, chị buông ra đi. Trời ơi, tất cả những chứng tích nhục nhã này, cái ghế này chị đã ngồi, cái gương này chị đã soi, cái lược này chị đã chải, tất cả đâu cũng có những vết nhuốc nhơ của chị ghi trên đó. Cả thịt da này em xé được, em cũng xé. Con dao đâu rồi? Tiên, đừng em. Thịt da em là của ba má chứ nào phải của chị đâu. Tiên ơi, em giận, em cứ đập phá cho tan nát hết đi mà đừng bỏ chị. Em cứ ở lại gìn giữ trong nôm ngôi nhà kỷ niệm, và bổn phận con trai em phải giữ phần hương lửa cho bàn thờ má ba, khói hoành yêu khói lạnh hương ta. Tiên ơi, chị sẽ không có một tiếng phân trần để xin em một chút lòng tha thứ. Chính chị đây mới là kẻ phải ra. Vẫn biết rằng có lấy tung bút voi, nhưng vẫn cố giấu diếm để chờ ngày hoàn thành ước nguyện. Trời dẫu chẳng thương gì chưa đạt mộng, nhưng giờ đây hai em cũng đã lớn khôn rồi. Tuyên, em khinh chị lắm phải không Tuyên? Em không biết rằng em có khinh chị hay không, nhưng có lẽ em uất hận gì xấu hổ. Tôi, chị cất đi, chị hai ơi, cũng hai tiếng chị hai, em gọi chị cách đây chừng vài giờ trước. Em đã thốt ra bằng những thanh âm kính thương và điều nghiêm vô cùng. Giờ cũng hai tiếng chị hai mà sao em lấy xa vắng lạnh lùng. Em đã căng chặt răng nén đè căm hận, một lời thốt ra đổ vỡ hết chị ơi. Nhưng chị níu chặt tay em cho căm hận thành lời tuôn cuồn cuộn biến thành cơn hồng thủy.
biết rằng hành động ấy sẽ làm cho đau lòng chị. Nhưng chị hai ơi, em đang quyền nghi dòng vô chừng. Chị hai ơi, em giận chị hai là phải, nhưng chị hai xin gửi lại cho em. Thôi chị cất đi, em không lấy đâu. Tiền của chị em nhất định sau này dù không tiền em sẽ không cần mở phòng mạch, không có cưới vợ gì hết. Trời ơi Tuyên, em giận chị quá vậy sao? Trời ơi ngày, ngày hôm nay nhớ lại tôi mới biết rằng anh em tôi đã được chị tôi vun đắp thịt xương từ cái đêm chị lặn lội vô mưa. Tự nghĩ em có quyền giận chị hay chưa? Nhớ nhớp của chị đã nằm im trong mạch máu, đã làm thấm màu da, làm xanh ngọn tóc nhục và ân liều chất nặng nghi lên đầu. Em phải đi, dù chưa biết sẽ đi đâu, sẽ chết biệt hay trở về lại chị. Em xin được một thời gian suy nghĩ, chỉ bây giờ là chị gì của hai em. Tuyên, chị ơi, em đi. Tuyên, Tuyên, trời ơi. Cần chi ạ? Tôi muốn nhờ anh chút việc, sẵn lòng không? Dạ, xin ông cứ nói tôi biết thì tôi mới dám nhận chứ. Anh biết địa chỉ này chứ? Địa chỉ này à? Nghề nghiệp mà địa chỉ này không biết sao được không? Cầm danh thiếp này đó, anh nhớ mời được cô Quyền nhé. Cô Quyền? À, để coi. Lê Phước Hậu, kỹ nghệ gia, thương gia. Chà, danh thiếp gì mà ghi chức vụ nhiều quá vậy ông? Anh sờ lẩm cẩm quá hà. Anh đi đi. Ông là Lê Phước Hậu. Anh không cần biết. Tấm danh thiếp này để anh đi mời cho chắc ăn. Tôi là Hậu hay là gì á, đâu có ăn thua gì tới anh. Dạ, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên vì cái tên. Bây giờ anh đi hay không cho tôi biết để tôi nhờ người khác. Dạ đi, dạ đi chứ. Trời ơi, nghề này chỉ nhờ có dịp này, không đi sao được ông. Sao em làm như vậy? Quyền ơi, Quyền ơi, trời ơi, trong thiên hạ chỉ có một mình em tên là Quyền sao? Tại sao lại là em? Tại sao lại là em mà không phải là một Quyền nào khác? Em gái của anh đã kể cho anh nghe hết hoàn cảnh của em. Nhưng mà trời ơi. Đừng kêu trời nữa. Trời không giúp được gì cho chúng ta đâu. Anh
Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh không đánh em thêm nữa đi? Đánh cho thật nhiều, cho thật đau, cho nát như thân thể, để em quên được nỗi đau xé ruột của anh. Hãy
là những giọt nước mắt sau cùng em xin trang trọng tặng dân anh. Yêu thương vậy chết ngày từ giây phút này rồi, dù anh có nhận hay chối từ kinh biệt quặc xuất Nguyên. Nguyên ơi lòng anh nguyên vẹn yêu em như thuở ban đầu, dần tha thiết mặn nồng nên mới hạnh hạ nhau. Anh, bao tình thương tuyệt đối mất hết rồi, em không còn gì nữa cả. Nguyên, thôi mình bỏ qua hết nghe em. Tình yêu sẽ còn đủ sức để bắt buộc anh phải nói tiếng thứ tha, miễn là đừng. Đàn ông các anh thường dễ làm anh hùng trong một phút bất đồng, mà khó làm anh hùng đến trọn đời. Làm xong không có những dằn vặt về quá khứ của vợ mình. Còn phần em, trong cuộc đời làm vợ, em sẽ cứ mang mặc cảm hèn mọn, thì làm sao gia đình được tròn hạnh phúc. Quyền, anh không phải là một thằng con trai mới lớn mà háo thắng bốc đồng. Anh đâu phải là một thằng đàn ông ích kỷ. Nhưng em không thể là một người vợ vô liêm sỉ. Quyền, anh căm em mặc cảm. Anh biết em không phải là người vô liêm sỉ. Anh hiểu em. Em đã vì hai em nên mới lăn thân vào cái nghề này. Không, em không đổ thừa hoàn cảnh. Như những hạt giống mà Thượng Đế đã vung tay gieo xuống, mai rơi vào ruộng đất màu mỡ thì nhờ, rủi rơi vào vũng bùn thối tha thì muốn sống em đã mọc mầm nảy nở thì em chịu. Trước khi gặp anh, lương tâm em đã định. Sao ngày hai em nên thất gia? Nếu phải có chồng, em chọn kẻ tật nguyền để mà yên tâm em sống vui, chẳng ham danh lợi. Vợ chồng thương nhau dễ hơn, vậy mà gặp anh mong nhỏ tan rồi. Trái ngang định mệnh xô đùa em thêm khổ đau. Quyền ơi anh xúc động không phải vì lòng thương hại, mà anh vẫn trọn lòng yêu em dù phải hủy diệt mình để nhường cho em cuộc sống. Quyền ơi hãy nắm lấy tay anh để anh đem hơi nóng của con tim mà sưởi ấm đôi tay đã giá lạnh như băng vì đã trải biết bao năm tiều tụy hao mòn. Dòng địa ngục hay thiên đàng, dù em chỉ cho anh toàn đau thương khổ lụy, cho đến ngày em không còn hạnh phúc để trao anh, anh vẫn cứ yêu em mà không hề hối tiếc anh. Thank you.
tình yêu và lòng khinh miệt được. Vì anh là văn sĩ với gần 30 năm bám xa cuộc đời. Tôi đôi mươi cuồng nhiệt đã bước qua rồi, mắt nhắm chặt khi vì đam mê vừa mới nên thốt tiếng hẹn hò như đắm hồn trong giấc mộng du. Hãy dứt khoát đi vì dạng sương mù, dẫu khi vắng em đời sẽ có nhiều tốt đẹp. Anh vẫn nguyện phải yêu em trọn kiếp vì cuộc đời vẫn còn đang sống em ơi. Xin lỗi anh, hãy cho phép em ngờ việc hành động của anh vừa rồi đã làm em chua xót và tái tê nhiều. Quyền ơi, giờ hiểu rõ lòng em, anh càng thương em nhiều hơn. Anh giận mình quá vụng về, tại sao gây ra chi cái cảnh này? Quyền, em vì muốn nuôi em của em. Anh biết lắm, nhưng mà tại sao em lại không chịu chọn làm một cái nghề nào khác mà... Mà lại chọn chi cái nghề này, phải không anh? Mẹ cha em mất lúc em 16 tuổi, những nét xuân thì vẫn làm sai đắm khắp yêu quan. Giữ phẩm hạnh thiếp trinh em lê lết khắp mọi nơi, không tìm được một việc làm đủ nuôi ba miền. Nếu có chăng rồi cũng không yên được vì những chủ nhân bạc ác tam dâm. Anh biết không, có những đêm chị em của em ngồi khóc âm thầm, nhìn hai em đôi lạ mà lòng không chịu được. Người ta rất keo kiệt trong việc làm nhẫn nghĩa, nhưng mua cái bằng trinh họ dùng tay không tiếc việc chi tiền. Quyền à, bây giờ hai đứa nó đã lớn rồi thì em phải sống cho em chứ. Anh thành thực xin lỗi em, và xin thề lòng anh chẳng những vẫn yêu em mà lại còn thêm lòng kính phục. Bây giờ hôm nay đó, em phải ở lại đây với anh. Chúng ta sẽ sống trọn cho nhau bằng tình nghĩa vợ chồng. Đừng anh. Em đừng có cứng đầu. Muốn làm vợ hiền á, em phải bỏ hết tánh cứng đầu này. Anh là chồng, em là vợ, vợ phải biết nghe chồng. Bây giờ em ở đây chờ anh ha. Anh cương quyết lập gia đình với em ngay từ giờ này, phút này, ngày này. Đám cưới tại đây, rước dâu tại đây, động phòng tại chỗ này luôn. Bây giờ em ở đây chờ anh nhé. Anh dọt về bên nhà phi báo quyết định tối hậu thư cho ông bà biết. Ông bà mà có chấp thuận hay không đó, không thành vấn đề. Đừng, anh đừng quên. Anh đã nói không thành vấn đề mà. Không có trở ngại nào được cứu xét sau khi phi báo theo thủ tục. Anh sẽ mang đến đây một chai rượu để chúng ta làm lễ giao bôi tức khắc. Này nghe, ngay từ giờ phút này nè nghe, cô là tù nhân vĩnh viễn chung thân của tôi. Cô biết chưa? Bây giờ em chờ anh ở đây nghe. Không được nhìn gần nhau, nhưng có quyền hôn hoàng tử. Đợi anh tiếng nghe kinh. Coi như mình vừa trở giấc chim bao. Đừng ân hận và cũng đừng hối tiếc.
bảo rằng yêu là chết trong lòng một ít, thì nay em nguyện chết nhiều để được nói yêu anh. Về mượn Tây Phương cực lạc yên lặng, anh chọn giam tù những vĩnh viễn. Hai em của chị, trọng trách của mẹ cha phó thác, chị trải thân một kiếp để đền bù. Chị nguyện khi em công toại danh thành, chị sẽ đi tu. Nhưng nghịch cảnh đã cướp đi lòng tiếc thật của chị. Ôi thật là đáng trách. Dưới trận roi đòn tới tấp, chị đã ngã quỵ và không còn. Dầu là một tàn lực để đứng lên, bây giờ cũng gọi là đã đủ lông đủ cánh để hai em bay nhảy với đời, mà không cần sự nâng đỡ chắc chiêu của chị. Can đảm lên mà sống, đừng hờn giận, đừng thương tiếc, và tha thứ cho mọi người. Cô Quyền. Hả? Sao ông không gõ cửa? Tôi gõ tới cả chục lần rồi. Đây là nhà của tôi, ông gõ cửa cả chục lần mà người ta không lên tiếng. Chắc ông cũng thừa thông minh để biết rằng người ta không muốn tiếp. Thì tại sao ông lại ngang nhiên đẩy cửa mà vào? Rủi làm sao tôi cũng chịu, vì tôi cần nói chuyện với cô. Làm sao ông biết tôi ở đây? Tôi tìm ở nhà cô mấy ngày rồi, mà lúc này tôi tới nhà chủ cô thì không tiện. Không tiện cho sự nghiệp tương lai của tôi, mà không tiện cho cuộc nói chuyện của chúng ta. Cho nên tôi nhờ tiền kiếm cô. Cô vừa vào đây là có người kiếm tôi và cho tôi biết liền. Tôi biết cả số phòng và ai gọi cô nữa. Cửa phòng khóa, chìa khóa đâu mở? Cô cũng biết phòng khách sạn nào không phải chỉ có một chìa. Thằng con của tôi đâu rồi hả cô? Anh đi rồi. Như vậy thì cũng tiện. Bây giờ ông muốn gì? Tôi muốn nói chuyện với cô. Chắc cũng là chuyện con trai ông chứ gì. Mời ông ngồi. Cảm ơn. Được rồi, lúc này tôi tập đứng càng lâu càng tốt cô ạ. Câu hỏi của tôi ông không chịu trả lời, mà lại trả lời câu của tôi không hỏi. Thì xin hân hạnh được nghe cô vui lòng hỏi lại vậy. Tôi hỏi rằng có phải ông muốn nói chuyện với tôi vì chuyện của con trai ông chứ gì? Đúng vậy, cô thật là thông minh. Nếu đúng như vậy thì tôi xin báo cho ông một tin mừng, cho ông hay để ông khỏi mất công lại nhảy. Ông ấy về giật gà heo để ăn mừng vì ông đã thắng. Cô nói gì vậy hả? Cô nói gì thì thôi, tôi suy nghĩ mà nát óc. Chưa nghe tôi nói gì mà sao cô bảo rằng tôi đã thắng? Thì chuyện của con trai cưng của ông chứ gì. À mà vì vậy cho nên tôi mới báo tin mừng. Gì đâu mà mừng? Vì tôi đã nhất định rồi, quyết từ chối lấy con ông. Như vậy là chết cho tôi, chớ đâu phải là nhà mừng. Vì tôi đâu muốn như vậy đâu cô. Vậy chứ ông muốn gì? Tôi muốn rằng tôi phải thua cô, dành cho cô chiến thắng. Xin cô hãy nhận lời cầu hôn của con tôi để tôi xin cưới. Hả? Cái gì lạ vậy? Nè, có gì lạ đâu cô. Bây giờ tôi cưới cô cho nó, chớ mấy ngày này văn cái cô nó sống như đã chết. Vậy thì tôi thua mà ông cũng thua rồi. Ủa sao kỳ vậy?
Xưa nay đâu có chuyện lạ kỳ, ra trận mà hai kẻ đều chịu thua. Cô thực ăn nói lạ chưa? Tôi nhất ốc đau đầu, chẳng hiểu gì hết rồi cô ơi. Thái độ của ông cũng làm cho tôi không hiểu nổi ông. Cô Quyền, hôm nay tôi tìm gặp cô không còn mang ý nghĩa của một tướng quân lâm trận. Cô đừng nghĩ như vậy nữa. Tôi đến đây như một liêm hoa trần dây để mà xin lỗi lãng tương. Như giờ ở đây tôi đành hai mà để làm một tướng quân bại chiến trên trước mặt cô. Tôi xin hàng vì tôi quá ngon. Nên tôi chịu thua cô. Tôi xin cô vì tương lai nó mà nhận lời. Tôi đã thuận cưới cô làm vợ nó. Dù cho cô có là gì, tôi cũng làm đám cưới thật sự. Thằng con tôi phải có cô, nó mới còn nghĩ lực sống trên đời. Mấy ngày nay kiếm cô nó như điên rồi. Cô nên nhớ cho vì con tôi mới làm người bãi trần. Ông khỏi vân trần gì vậy? Tôi lặp lại, tôi chịu thua ông, tôi không nhận lời lấy con ông đâu. Ông về đi. Cô Quyền, tôi thành thật hả mình năn nỉ cô mà. Thiệt mà, chị em cô có cái gì quyến rũ lắm sao mà con tôi, con trai cũng như con gái đều yêu thương bằng tất cả cuộc đời của nó. Chị em cô là 500, còn mấy đứa con của tôi là sắt, nên cứ bị từ lực hút chặt nên không sao rời được. Cô Quyền à, xin cô suy nghĩ kỹ lại đi cô. Có phải bây giờ cô đã hết yêu nó rồi sao, cho nên cô mới từ chối lời tôi xin cưới cô cho nó chứ gì? Không, không. Vì, vì tôi vẫn còn yêu anh ấy nên tôi mới từ chối đó chứ. Cô lạ lùng quá, không làm sao tôi hiểu được. Bây giờ, bây giờ tôi phải làm sao đây? Ông khoan đi đã. Ông hãy ngồi xuống đây đi. Ông ngồi xuống đây đi. Cho con có lời muốn thưa với ông. Cô muốn nói gì với tôi? Cô muốn nói gì với tôi mà cô lại xin con với tôi chứ? Xin ông hãy ngồi xuống đi. Thương cho thương nhiều lắm chứ. Tôi sẽ hết lòng thương cô như là một cô dâu cưng ở trong nhà vậy. Nếu ông thương con, xin ông vui lòng nhận cho con hai lại này. À, đừng, đừng, đừng. Cô đừng làm như vậy. Ông đã thương con, xin
xin nhận ai lại này như nhận lấy lời con ký thác. Tâm sự một đời con đã sống yêu hương, em của con đã trót yêu hồng. Xin ông đừng câu nể mà làm lỡ duyên hai đứa. Cô đừng lo chuyện đó, đã chấp nhận cưới cô cho anh nó thì việc gả con Hồng cho em cô nào có khó khăn gì đâu. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Ông ơi, được ông nhận lời con mừng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc lớn lao của một kiếp người nổi trôi lưng chập chờn hình ảnh mẹ cha hiện về đây nhìn con mà đang mỉm môi cười. Lòng một kẻ sắp đi xa lại vui đến nghẹn lời. Đây là những ý tình ta thiết nhất con nắng nốt thành lời tâm sự. Cao cả quá, cô biến dương cao như ngọn Thái Sơn ngạo nghễ nhìn bỏ cây đang cúi đầu dưới thấp, đầu gối mây chân đạp đất mình mãn đầy đá tảng, làm cái nghề như cô ai so được tâm hồn. Có lẽ vì vậy mà cô tỏ ra khinh ngạo cuộc đời. Quá lời chỉ làm cho con thêm tuổi nhục mà thôi. Đời của con như nước chảy qua trôi, thân đã ra một dưới dòng nước lũ. Ông ơi, có những ước mơ nhỏ mọn mà đạt được lại nghe như có một niềm vui to. Chúng chắc chiêu cô để làm sinh lệ. Con mơ thấy ngày em con đường bề nở nụ cười vui lúc đeo vào tay đứa em dâu. Cô gửi tôi vậy cô không sợ mất sao? Sao không vậy? Cô Quyền, cô Quyền. Nè, cô nằm xuống đi. Mặt mày xanh hết à, chắc cô trúng gió quá. À, dạ, dạ, có lẽ là như vậy. Sao tự nhiên con chóng mặt quá à? Nhà không có ai hết à, để tôi chạy đi kiếm mấy đứa em cô về mới được. Ông, tôi cần kiếm cái thằng để gấp để mà nó nói chuyện với cô. Thôi, tôi đi nha. Vừa gặp bác Hậu cho biết á. Ông già này lạ quá à. Thì anh cũng vừa được ông cho hay nè. Còn em vô đây làm gì đây? Còn anh vô đây làm gì?
Anh kiếm dì Hai xin lỗi chị Hai. Em cũng vậy. Tại mày hết á. Tại em sao? Tại mày làm chị Hai chị buồn. Chị Hai chị buồn cái chị Hai chị bỏ nhà đi mấy bữa rồi đó. Ừ, vậy không phải tại anh à. Là lớn quá mày ơi. Em trời biết hết nè. Thủy đó. Dạ dạ. Gì mà chị Hai. Gì mà hai đứa gây gỗ om sòm vậy? Dạ chị Hai, xin chị Hai tha tội cho em. Chị Hai đừng giận em nghe chị Hai. Dạ. Nghe ông Hậu ông bảo rồi em gấp rút chạy đến đây nè. Ông nói chị Hai đau nặng lắm. À, đúng. Chị đau sao vậy chị Hai? Chị Hai đừng bỏ em nghe. Bác ấy gạt em của chị đó. Chứ chị có bệnh hoạn gì đâu. Gạt gẫm gì kỳ vậy? Người ta không có bệnh mà trù cho người ta đau nặng hả? Cha gì? Nhưng mà em thấy chị Hai mệt mỏi bơ vơ lắm nè. Xanh sao vàng giọt nữa phải không? Dạ. Chị mệt xoàng thôi. Ông Hậu gạt em đến đây đó để em sớm biết một tin mừng. Một tin mừng? Ông ta đã bằng lòng gả Hồng cho em đó. Chị Hai. Chị Hai. Chị Hai ơi. Chị làm chị, sao chị vậy Hai. Chị Hai? Chị Hai. Dạ. Em cho chị dựa em vào đôi phút. Dạ. Chị choáng váng gì vì chị mừng cho Tuyến đó. Dạ. Chị Hai. Chị Hai. Tuyến. Dạ. Lại đây. Cười cho chị vui. Cười cho chị vui đi em. Chị Hai. Chị Hai. Nhưng mà em mừng. Mừng là được chị tha thứ nhiều hơn. Thủy. Dạ. Rồi đây em cũng sẽ có chồng. Chị Hai à, em hứa với chị là em không có yêu anh để nữa đâu. Em nói thiệt đó chị Hai. Em. Dạ. Chuyện đó không có gì quan trọng. Trong lứa tuổi ngây thơ, rồi đây em sẽ tận tường kẻ tóc đường tơ. Khi em đến tuổi tìm hiểu thực tế với mộng mơ, chỉ thầm sợ xôn xa nhau. Chị ơi, không còn ai chu toàn cho em đường duyên nợ, nên còn phân vân thắc mắc chẳng. Còn thương chúng em chỉ phải về nhà. Chị muốn hai em choàng tay ôm hôn chị trong ngọt ngào lần cuối để chia ly. Chị Hai. Chị nói gì kỳ vậy chị Hai? Chị nói gì kỳ vậy? Trời ơi, ai mở cửa vậy nè? Ủa, sao đông vậy nè? Đám cưới tôi chưa có mời mà sao mà Chị Hai. Gì vậy? Chị Hai. Anh Hai ơi, chị Hai em. Cái gì vậy Thủy? Chị Hai. Quyên, anh em sao vậy? Anh có yêu em không? Em hỏi gì kỳ vậy? Em sao mà? Nói đi, không còn kịp nữa. Trời chị Hai ơi. Trời ơi, trời ơi, cuộc thương tuyệt mạng. Trời ơi, chị Hai tự tử rồi. Trời chị Hai. Trời ơi, Quyên. Chị Hai. Làm cái gì mà rối lên như vậy? Nghe đây. Kêu xe. Đừng không nữa, kêu xe lẹ lên đi. Đừng, không còn kịp nữa. Anh nghe đây. Em Quyên, anh nghe em nói đi. Anh nghe em nói đi. Nói đi em. Anh là chồng. Em là vợ. Hai ơi đừng. Phải rồi em. Chúng nó là em vợ của anh đó. Đừng bỏ tôi em chị ơi. Anh có yêu em không? Anh yêu em. Nói anh đi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh nói đi. Tông anh nói đi em. Anh yêu